Vâng, chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu tất cả quý vị và các bạn trên cả nước. Đây là một model mới nhất của công ty Tiến Ninh. Thì con này ký hiệu tên là 600HD. Mà vừa qua là bà con mua bảo là hỏi về cái mẫu máy mới mà chưa thấy tung lên clip trên YouTube hoặc là bà con chưa biết. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu là một model mới ký hiệu 600HD. Đây, số mã số nhá, các bạn nhớ nhá, 600HD. Thì cái con 600HD này đấy thì so với những cái con 601 hoặc 501 hoặc một số model khác ở cái điểm gì? Thứ nhất là cũng là một cái bầu lọc gió của này. Nó cũng sẽ chạy và lấy khí đây để cho một cái oxy tốt nhất để cho máy để hoạt động tốt. Đồng thời thứ hai là cái tay càng nó sẽ khác đây nhá, quý vị để ý kỹ nhá. Tay càng này nó sẽ khác, có thể điều chỉnh lên xuống. Thì về phía tay côn thì nó cũng giống như các con 601 và 401 thôi. Đây. Đấy, thứ hai là cái đầu này thì rất rất là thuận tiện khi các bác có thể là ra đồng, các bác cho nó gục xuống đồng thì nó có một cái giá đỡ xuống dưới, rất là khỏe. Về phía hai đây là một cái động cơ thế hệ mới, động cơ Honda chính hãng của công ty Tiến Ninh, mà hãng Honda được ủy quyền cho Tiến Ninh phân phối trên cả nước, độc quyền về cái sản phẩm máy xới đất Honda. Đấy, đây là một cái tay khóa này, tay này có thể điều chỉnh lên xuống một cách thuận tiện dễ dàng. Đấy, và công tắc tắt mở. Thế thì cái con ký hiệu 600HD được trang bị là động cơ 6,5 sức ngựa. Đây, anh sẽ đổ dầu và là hướng dẫn chú đổ dầu luôn. Đấy. Con này thì được trang bị hai số tiến một số lùi, đây là hệ số số đuôi. Nó khác ở những cái con khác là số trên nhưng con này nó là số đuôi này. Đây, cửa số của nó đây. 1, 2 và D là lùi. Đấy. Và đây là tại Thái Nguyên. Bà con ở Thái Nguyên thì sử dụng cái máy xới này rất là nhiều. Chú ơi, cái xã này gọi xã gì Đây chú nhỉ? là xã Thịnh Đức, Thịnh xóm Đức. Cầu Đá, xã Thịnh Đức. Dạ vâng. Cái Đấy. khu này, khu vực này trồng chè có nhiều không chú nhỉ? Thái Nguyên Trồng nổi tiếng về chè chè. cũng có chè Và cũng nổi tiếng với chè. có chè ở Vâng. giáp Tân Cương này, Giáp Tân Cương, chỗ này cách Tân Cương khoảng bao cách nhiêu Tân cây nhỉ? Cương khoảng độ Vâng, vâng. 1 km rưỡi. Đây thì bà con vào làm chè, xới trong chè rồi xới vườn rau, cây cối, Rồi khi các chú loại. đổ nhớt nhá, đổ nhớt này á thì là chú sẽ để cho cái máy ở vị trí thăng bằng, cân bằng. Sau đó chú đổ nó bằng miệng là được. Thì nó hết khoảng 0,6 lít. Đấy là dầu máy đây. Dầu máy sau này chú sẽ dùng chung với dầu của xe Honda. Cái dầu số thì hết 1 lít và dầu động cơ hết 0,6 lít. Thì hai cái loại chủng dầu này chú có thể ra các tiệm sửa chữa xe máy và mua gọi dầu 4 thì 4T đấy. Thì có thể đổ chung cùng một loại dầu, nhưng mà cái dầu số này thì đầu tiên thì chạy 10 giờ đầu tiên đến 15 giờ chú thay cho cháu chai dầu đầu tiên, mặc dù nó rất là tốt. Bất cả một con máy model nào các bạn khi mới mua về cũng thế, thay chạy đầu tiên là 10 giờ Dầu hoặc vào 15 giờ, thay đầu đây là tiên dầu từ xả chai thứ hai đi đến 100 giờ hoặc là đây à tùy các vâng bạn, con theo cái mức máy các bạn làm chú nhiều hay làm sẽ ít. tháo ốc ra, sau đó chú Dốc máy cho nó dốc máy này hả? hứng vào một cái thau Rồi. Đang tìm ở dưới đáy rồi. Mọi thông tin bà con có thể là liên hệ về số công ty theo số điện là 0169 7744 789. Thì để công ty sẽ là tư vấn tốt nhất cho quý vị và các bạn để hướng dẫn các bạn đến một cái đại lý gần nhất, để có thể là các bạn tiếp cận cái đại lý gần nhất trên toàn quốc. Và sản phẩm 600HD của TN của Tiến Ninh này thì được phân phối từ Bắc Trung Nam, vừa hiện tại bây giờ từ miền Tây An Giang này, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp 10 cho đến tận Kiên Giang, đến mũi tận Cà Mau thì cái sản phẩm này đều xuất hiện trên cả nước rồi. Thế thì mọi bà con ai có nhu cầu thì cứ Đây liên là hệ theo dầu số điện số chú ạ. của công ty 0169 7744 789. Và cũng có thể lên Zalo, Facebook, YouTube cũng theo số điện 0169 7744 789. Đổ bao nhiêu đấy nó có hướng dẫn gì không? Lâu phải thay hơn dầu máy. Chú sẽ thay dầu máy 4-5 lần thì mới thay dầu số một lần. Nó cũng có hướng dẫn sử dụng. Và Có hướng có dẫn sách sử hướng dụng dẫn đầy đầy sách đủ. Và tất cả cái sản phẩm đóng nguyên đai nguyên kiện trong nhà máy là bóc thùng như này thì chỉ có đi một đôi bánh lốp cao su đặc siêu bền luôn. Một đôi bánh lốp siêu bền luôn. Và có một đôi dàn sới, dàn phay đất là dàn phay nó có 3 khẩu.
có thể là quý bà con sẽ điều chỉnh được khi vào vườn, có thể là thu ra thu vào nó nhờ là ba cái khẩu lối này. Đấy, ba khẩu lối này, đây nó còn cái đĩa cân bằng nữa. Đây cái đĩa nó vào đây. Đấy, đây là một bộ dàn sới thu ra thu vào được ba khẩu nhá. Và có một đôi ủng, ủng đẹp, ủng xịn luôn, vào sách hướng dẫn, phiếu bảo hành, một đai rong có da vào một túi phụ kiện sơ cua đi theo máy, trồng bugi các thứ. Đúng rồi. Và có một cái dè này nữa. Còn tất cả cái phụ kiện có thể là quý bà con mua riêng, mua ở ngoài công ty chỉ tính tiền máy thôi. Cả cái thùng máy này không thể là chất hai mươi mấy tính năng của vào một cái thùng này để phân phối cho quý vị được, nên quý vị thông cảm trước khi điện về công ty thì tất cả các model của máy, tất cả có mười mấy model thì cũng chỉ đi một đôi bánh nốt và một bộ dàn phay đất đi theo máy thôi. Còn có ủng, có dầu mỡ, một số phụ kiện sơ cua đi theo máy, còn ngoài ra không có cái gì nữa. Nên bà con mua cái gì có thể là mua thêm ở ngoài hoặc mua trực tiếp từ công ty. Đấy là công tác. Vâng. Sau đó mình sẽ đóng cái này lại để cho nó hút xăng, giống như là gọi là đóng đóng le. Le đấy hả? Vâng. Đúng rồi. Sau đó chúng giật đi ạ. Chúng giật đi. Khi nó lổ thì chú đẩy cái này. Cái máy Honda này chỉ búng cái là lổ thôi, cả cả sau này nó đặc biệt là chất lượng của nó thì rất là tốt. Con đinh chốt vào, đút vào cái trục lục giác rồi đóng một con chốt rất dễ. Nó nào được cả dụng cấy hết. Cả dụng cấy luôn mà. Cho chú kính của mình định làm được cấy. Đến được bên này. Bên này thì nó mình chỉ cần nghiêng ra này. Lâu hơn, bé là lâu hơn. Hai cái dàn dao này đấu vào có thể là thu ra thu dao được, bởi vì nó nhờ mỗi một bên có ba cái khẩu lối, có thể chạy cây ăn trái mình tháo khẩu ra để mình đấu khẩu. Một cái làn sới này đi sới một phát hàng mét, hơn mét luôn. Con 600 HD cực kỳ khỏe luôn, nó nhờ cái động cơ mạnh mẽ của Honda. Có hai số tiến một số lùi, có thể là các bạn điều tiết được cái tốc độ số để đi phù hợp cho mình. Và cái máy này đặc biệt nó chống rung, chống rung khi các bạn làm, nó hạn chế cái gây cái sự mệt mỏi lâu, thời gian lâu sử dụng. Rồi. Mọi thông tin quý vị và bà con liên hệ về số công ty Tiến Ninh theo địa chỉ là Mễ Hạ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên, và số điện thoại là 0169774789.
Con 600 HD này hiện tại bây giờ đang có giá đề xuất tầm 14.500.000. Mọi bà con thông tin xin gọi về công ty Tiến Linh theo số điện thoại là 0169 77 44 789 để được giá tốt nhất. Và hiện tại đầu năm 2018 thì cái máy này được vẫn tung ra thị trường là có giá là 13.500.000 vào cái thời điểm này nhá các bác nhá. Nhưng họ đang có đề xuất là lên giá, nhưng công ty vẫn hiện tại giờ đang phân phối có giá là 13.500.000, ký hiệu là 600 HD.